it's Anna. Khi mà muốn mời ai đấy đi chơi ấy, thì câu đầu tiên các bạn nghĩ ra là would you like to go out with me, đúng không? Nhưng mà câu đấy thì nó hơi bị trực tiếp quá, và trừ khi là gấu nó đã thích bạn rồi ấy, thì bạn mời kiểu gì nó cũng đi. Còn nếu mà bạn còn đang trong giai đoạn ủ cưa ấy, thì để an toàn hơn chúng ta nên sử dụng một số các cái câu nó bớt trực tiếp hơn và bớt vồn vã hơn. Hey, what are you doing this weekend? Cuối tuần này em có làm gì không? Câu này các bạn để ý là mình sử dụng thì hiện tại tiếp diễn chứ không phải hiện tại đơn, bởi vì trong trường hợp này chúng ta đang diễn tả một cái kế hoạch, một dự định trong tương lai gần, thế nên các bạn phải sử dụng thì hiện tại tiếp diễn. What are you doing this weekend? Are you busy this week? Do you have any free time this week? Hai câu này về cơ bản là giống nhau. Tuần này em có bận không? Tuần này em có thời gian rảnh không? Những cái câu này thì nó rất là nhẹ nhàng và không quá vồn vã. Nó có tác dụng là để thăm dò xem là đối phương có bận không, rồi cũng là để thăm dò xem thái độ của đối phương nó như thế nào. Nếu con gấu nó mà bảo là không em bận ấy, thì các bạn có thể đánh lạc hướng sang một cái chủ đề khác. Nói chung các bạn loang quang một hồi, sau đó mình lại quay trở lại cái chủ đề ban đầu là mời đi chơi. Lúc này thì các bạn có thể nói là we should hang out sometime, maybe catch a movie. Ở đây các bạn chú ý hai điều, đó là mình dùng từ hang out, thỉnh thoảng chúng mình nên đi chơi với nhau đi. Trong tiếng Anh khi mà nói là đi chơi, các bạn dùng cụm từ là hang out chứ không dùng là play. You know what I mean. Cái thứ hai các bạn cần để ý đó là catch a movie. Khi mà nói là xem phim, đi xem phim ở đây thì các bạn nên dùng là catch chứ đừng dùng là see hay là watch như tư duy trong tiếng Việt. Còn nếu mà gấu đồng ý thì quá là vui rồi. Bây giờ các bạn có thể đưa ra một cái lời mời nó cụ thể hơn. Would you like to go get coffee on Friday, on Thursday, on Sunday? Em có muốn đi cà phê vào thứ năm, thứ sáu, chủ nhật tuần này không? Vân vân. Một cái lời mời khác mà các bạn có thể tận dụng đó là hey, my friend is having this party on Friday. It would be nice if you came with me. Câu này nghe tưởng thì là dài, nhưng thực ra về ngữ pháp và từ vựng cực kỳ đơn giản, chắc chắn là các bạn có thể dễ dàng học được. Ở đây các bạn chú ý cho mình một điều, đó là chúng ta cũng đang sử dụng thì hiện tại tiếp diễn is having, bởi vì đang chúng ta đang diễn tả một cái kế hoạch và dự định nó xảy ra trong tương lai gần. Is having, chứ không dùng thì hiện tại đơn là my friend has a party on Friday. Nói chung cái việc mà mời gấu đi chơi ấy, nó là cả một nghệ thuật và đòi hỏi sự tinh tế cũng như là kinh nghiệm. Những cái câu mà mình đưa ra vừa rồi ấy, nó chỉ là công cụ thôi, còn sử dụng như thế nào là khả năng của các bạn. Well, that's it for today. Enjoy your weekend. I'll see you next time.